thưa quý vị theo đánh giá của các chuyên gia nền kinh tế nước ta đang dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng cộng đồng doanh nghiệp từng bước phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh theo ghi nhận của báo nhân dân, cùng với chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ và các bộ ngành chức năng, điều doanh nghiệp mong mỏi lúc này là hệ thống tổ chức tín dụng xem xét tiếp tục giảm lãi suất cho vay 2 đến 3% một năm đối với tất cả các khoản đang phát sinh và các khoản vay mới. Căn cứ vào chuẩn nghèo áp dụng cho quốc gia thu nhập trung bình thấp, 3,20 đô la Mỹ một ngày tính theo ngang giá sức mua năm 2011 của ngân hàng thế giới, tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 16,8% năm 2010 xuống còn 5% vào năm 2020. Đây là thông tin được ngân hàng thế giới tại Việt Nam đưa ra vào ngày 28 tháng 4. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu giảm nghèo ấn tượng Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý, Việt Nam với vị trí hiện tại là quốc gia thu nhập trung bình ở ngưỡng thấp đang phải đối mặt với chặng đường đầy thách thức trong thời gian tới để đạt tới các ngưỡng của quốc gia thu nhập trung bình cao và quốc gia thu nhập cao trong bối cảnh nền kinh tế và khí hậu toàn cầu đang có nhiều thay đổi. Ngày 28 tháng 4, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại khu vực phía Nam giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, số ca bệnh nặng và tử vong lại tăng cao. Một số tỉnh thành phố nằm trong danh sách tăng nhanh tỷ lệ sốt xuất huyết nặng, gồm khu vực Đông Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Nam Bộ, bao gồm Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Tiền Giang. Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo cần phát động chiến dịch diệt loang quang đồng loạt và duy trì hàng tuần phun chủ động dập dịch khi đủ điều kiện, kiểm tra và giám sát thường xuyên. Trong bối cảnh dịch COVID-19, thì số ca tử vong do sốt xuất huyết có khả năng gia tăng vì bệnh nhân thường có tâm lý lo ngại đến bệnh viện dẫn đến là việc chậm trễ điều trị. Chỉ còn khoảng một tháng nữa, quả vải chín sớm ở tỉnh Bắc Giang sẽ cho thu hoạch. Để quả vải có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, thuận lợi tiêu thụ, theo ghi nhận của báo Tiền Phong, thời điểm này thì người trồng vải trên địa bàn đang chú trọng bám sát quy trình chăm sóc. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết, năm 2022, diện tích vải thiều toàn tỉnh là 28.300 ha. Đến nay, tỷ lệ trà vải sớm đậu quả đạt khoảng 90%, vải thiều chính vụ đạt khoảng 75%. Với tình hình như hiện nay, thì sản lượng vải toàn tỉnh dự kiến sẽ đạt 160.000 tấn. Tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt dự án hồ chứa nước suối ớt Côn Đảo và giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư, với tổng mức là hơn 30 tỷ đồng. Để làm dự án này thì phải lấy hơn 21,8 hecta đất rừng tự nhiên, trong đó có hơn 19 hecta giải tỏa trắng, chặt bỏ cây rừng. Theo phản ánh của báo tuổi trẻ thì đến nay rừng đã bị hạ, công trình đã hoàn thành, nhưng hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng rừng mới được trình lên cấp có thẩm quyền. Vậy vấn đề đặt ra là ai là người chịu trách nhiệm khi rừng đã bị phá trước khi xin phép Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương? Làm sao để khắc phục được diện tích rừng đã bị phá như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Các nhà xuất bản vừa công bố giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 được sử dụng trong nhà trường từ năm học 2022-2023. So với sách giáo khoa hiện hành thì sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp 2 đến 3 lần. Theo ghi nhận của báo Lao động, trước thông tin giá sách giáo khoa mới lớp 3, lớp 7 và lớp 10 tăng cao so với giá hiện hành thì rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ băn khoăn và lo lắng. Hầu hết ý kiến đều cho rằng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh, đời sống của nhiều gia đình bị ảnh hưởng thì chi phí cho sách giáo khoa tăng cao như kê khai là chưa hợp lý và liệu rằng giá sách tăng nhưng chất lượng sách có tương xứng hay không? Theo khảo sát của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, với hàng trăm nghìn tấn rác thải nhựa đổ ra biển mỗi năm. Bên cạnh đó, thì trung bình mỗi ngày lượng rác nhựa thải ra môi trường là khoảng 2.500 tấn. Từ những con số và thông tin đáng lo trên, Ban tổ chức SEA Games 31 mong mỏi, SEA Games lần này không chỉ là một kỳ đại hội thể thao công bằng, mà còn là một kỳ đại hội xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường mỗi tổ chức lực lượng cá nhân tham gia SEA Games 31 cần nhìn nhận và khẳng định vai trò cũng như khả năng đóng góp của mình trong việc giảm thiểu các thói quen sử dụng và thải bỏ đối với sản phẩm nhựa trong xã hội theo nguyên tắc 4T, từ chối, tiết giảm, tái sử dụng, tái chế.